Tây Tượng. Tư Phan có quay mấy lần về Tây Tượng rồi, thì năm nay Tư Phan may mắn được chắc cũng hơn mười mấy cây Tư Phan cũng xe. Thì cái lúc mà Tư Phan đi Việt Nam về á, cô chú anh chị em biết không, nó èo uột vô cùng, thấy nản luôn. Cái Tư Phan tách tách ra nó cháy lá, nó héo tựa lưa. Bây giờ Tư Phan mới có mấy đám mưa mấy ngày mà giờ nó xanh tốt, cái lá nó bự dễ sợ luôn. Thì tí Tư Phan đo cho cô chú anh chị em coi. Vậy mà nó cũng có sâu nè cô chú anh chị em, sâu nó bò lên tới nóc rồi nè. Thì nè, đây là cái lá của nó nè. Ôi, cái mặt không có xi nhê gì, Tư Phan đưa vô rất là to. Thì cái này Tư Phan giữ giống để nó có ra hoa, ra cây con để Tư Phan chiết. Cho nên là những cái cây lớn này không có ship được, cái thứ nhất. Thứ hai là không có xe được, bởi vì nếu mà giữ mình không có kỹ thì nó chết uổng lắm cô chú anh chị em. Cho nên là Tư Phan để giữ giống. Cô chú anh chị em thấy nó bự không? Cái bẹ của nó nè, ở trong này cái cây đó là bự nhất. Tôi Phan không có ê, ngón tay tôi Phan không có xi nhê gì nó hết đó. Cái cọng của nó là một gấp 4-5 lần cái ngón tay tôi Phan. Thì đây là tôi Phan để cho nó có hoa, thì nó đang ra hoa nè cô chú anh chị đây. Nếu mà ra hoa có nhiều hộp thì tôi Phan giữ giống được. Thì Tư Phan mới xe được cô chú anh chị em bán, hay là tặng gì cũng ok, miễn sao có giống Việt Nam đối với Tư Phan rất là quý. Bởi vì cũng cảm ơn ai đó đem cái giống qua để có mà để thỏa thích cái niềm đam mê của Tư Phan, và Tư Phan sẽ lan tỏa cái niềm đam mê đó cho cô chú anh chị em nào mê cái giống, mê của lại giống Tư Phan, không phải là lạ mà mê của nhà quê đó. Cô chú anh chị em thấy không, nó kinh khủng luôn. 2 4 6 8, Tư Phan được 9 cây thôi à, hổm mười mấy cây Tư Phan xe cho mấy chị đó. Để Tư Phan đo lại cho cô chú anh chị em coi. Một chậu là Tư Phan trồng một cây, một cây thôi đó cô chú anh chị em. Thì để mà khi mà Tư Phan xe cái cây Tây Tượng này đó, thì điều đặc biệt là nên xe cái cây lúc nhỏ, không cần lớn. Nếu mà lớn quá thì không có ship được đâu cô chú anh chị em. Nó to lớn quá nó sẽ cũng gãy cạnh cọng hết à. Tuy nó như vậy nhưng mà cái thân nó rất là mềm, không có thể nào mà ship đi đường xa mà út hết á. Cho nên tốt nhất là xe lúc cây còn nhỏ. Đó nè, xe lúc cỡ này nè, tôi đang thấy có bạn bán cây cỡ này 4-5 đồng gì đó, nhưng mà nó rất là nhỏ nha cô chú anh chị em. Nhỏ này thì nhỏ quá, nếu mà xe tầm lớn gấp 3 lần như thế này thì mới được, còn lớn quá thì cũng không xong, tại vì đi đường xa. Để tôi đang lấy cái thước dây, tôi đang đo cho cô chú anh chị em coi cái cọng, cái bè, cái cây này đang vượt bậc nè. Mà lúc mà hổm nó héo, nhìn thấy nản lắm cô chú anh chị em. Thì trời ơi, sâu nó ăn rồi. Cái con hồi nãy nó ăn, nó mất tiêu rồi. Đây, thì được bao nhiêu đây, bông thì sẽ được rất là nhiều hộp. Cho nên Tư Phan trồng là thích giữ giống, cho nên là nhiều khi có chị nào cần thì tình thương mến thương Tư Phan xe, không phải chảnh. Tư Phan giữ giống của chú anh chị em ơi, nhiều khi đưa rồi về mà trồng chị em trồng không được, tốn tiền mà lại chết thì nó uổng. Thì khi mà xe thì Tư Phan sẽ xe cái cây trung bình, chứ không có xe cây nhỏ, cũng không xe cây lớn được. Nhỏ quá thì chị em không có dưỡng được, mà lớn quá thì càng nó chết cả là cũng uổng vậy lắm nè. Chú anh chị em thấy không, nó cao lắm. Đây là Tư Phan đo từ cái thành chậu, còn ở dưới chậu nó một khúc nha cô chú anh chị em. Thì cái cây mà cao nhất của Tư Phan đó là khoảng 32 inch, 32 feet feet hả? Ủa,
32 inch chắc. 30. Trời ơi, tôi phan không có rành cái vụ mà thước ở Mỹ. Đây là 2 feet này của chú anh chị em. 2 feet lên tới đây là nhiêu? Chút nữa tôi phan tính, tôi phan ghi ra. Tự gì cũng tôi phan không có rành đo bên này in rồi feet rồi tự lứa. Tôi phan biết cm với lại ấy thôi à. Hai lúa. Thì cái một cái cây nó dài như vậy đó chú anh chị em, là từ cái thành của cái chậu nha, chứ không phải ở dưới luôn á, còn ở dưới nữa. Đang đo từ thành chậu thì tính ra khoảng 32 33 feet, 33 feet. Ba phải đợi tôi vài tí. 2 feet 4 2 feet ở nó 33 inch, 32 inch, 33 inch. Nó cao vậy đó. Phải đo lại cái lá này. Đúng rồi. Dài 11 inch. 11 inch. Thì nói chung là to. Thường thường tôi phải để giống tuyển là giống bự, khỏe, chứ không có giống eo uột mình để mai mốt giống nó cũng không có tốt. Cho nên là tôi phải để giống trái hay là củ hay là cây đều là lựa chọn cây tốt, cây bự, cây khỏe. Thì cái cây đó là nó đang ra hoa đó của chú anh chị. Tôi phải chưa có cắt ăn cho nên những cái bẹ ngoài nó còn. Cái tay tôi phải này. Bự lắm, thân nó bự, cộng bạc hà vậy đó các anh chị em. Thì Thư Phan có chia sẻ từ cái lúc mà nhân gieo đến lúc tách, lúc trồng, Thư Phan có quay hết. Thì cô chú anh chị em nếu mà muốn coi cái lúc gieo và lúc tách những cái video cũ nha cô chú anh chị em. Còn cái này là khi nó đã lớn rồi, cây này là để giống. Và khi mà để giống thì cái cây nó to cỡ nào tôi phải đo cho cô chú anh chị em coi đó. Một điều đặc biệt thì tôi phải quên, bây giờ tôi phải mới nói. Thì khi mà cái cây tay tượng về bên cô chú anh chị em đó, cô chú anh chị em có mua hay là xe của ai đó, mua của ai đó bất cứ, thì khi mà đem về đó, cô chú anh chị em bỏ vô nước thì nó sẽ bị nổi lên. Những ngày đầu nó sẽ nổi lên, tự vì cái đất mình mới về chưa có quen đó, thì cái đất của cô chú anh chị em nó rất là nhẹ. Thường thường mình mua cái bao đất rất là nhẹ, cho nên là cô chú anh chị em phải pha với đất ở nhà mình, đất sét, thì nó mới cứng, thì nó mới giữ được cái gốc của cái cây. Nếu mà cái gốc của cái cây tai tượng hay là kèo rèo nó nổi lên á, cô chú anh chị em phải nhận cho nó xuống rồi bỏ thêm đất cho nó giữ im. Khi nào cái cây nó đứng yên như thế này, mình đụng nó không có ngã nghiêng ngã qua ngã lại á, thì cái cây đó phát triển rất là tốt, rất là good. Còn cái cây á mà nó ngã nghiêng ngã qua ngã lại, ngã qua ngã lại vậy là nó chưa có định hình được, thì cái cây đó có nguy cơ rất là không có good, nó không có phát triển được. Thì cô chú anh chị em phải bỏ thêm đất cho nó, bỏ thêm tí phân bò hoặc phân gà pha ít thôi nha cô chú anh chị em. Tại vì nếu mà phân bò phân gà nhiều nó sẽ bị nóng quá, nó bị cháy, cho nên cô chú anh chị em bỏ ít, thật là ít. Thì kèm theo đất sét ở vườn nhà mình đó, pha với đất của mình mua, thì bỏ thêm vô nếu mà cái cây nó chưa đủ. Cái cây kèo này, cái cây tai tượng này tuy mình thấy nó vậy nhưng mà nó rất cần đất rất là nhiều. Cô chú anh chị em từng có tưởng nó không có cần đất nhiều rồi, không có bỏ đất nhiều thì cây nó không sẽ không có tốt được như vậy đâu. Một cái chậu này là 2/3 đất này nè cô chú anh chị em, 2/3 đất luôn á. Cái chậu này để coi thì cao nhiêu. Đây là 14 inch. Thì cái chậu của Thu Phan là 14 inch đó, thì là khoảng 10 inch đất á cô chú anh chị em, mà nó ở dưới nó nhỏ lên nó mới cao. Thì tùy cô chú anh chị em có chậu như thế nào, cho nên là khi mình bỏ cây vô đó là 1/1 đất, xong rồi bỏ cái cây vô mình phải lắp đất thêm 2/2 nữa thì nó mới giữ được cái cây này.
còn mà nó ngã qua ngã lại là sai cách nha cô chú anh chị em. Nè cô chú anh chị em coi, cái này là một cây của Thu Phan nè. Nè, nó rất là đứng vững vàng, không có bị ngã nghiêng ngã ngửa, dầu cho gió thì nó mới phát triển tốt. Cô chú anh chị em thấy nó kinh khủng không? Nắng quá. Thì tôi phải nói hơi nhiều về cái cây tai tượng này để cô chú anh chị em đã xe của ai hoặc là của Thư Phan hay là của bất cứ bạn nào, cô chú anh chị em nào thì nhớ là giữ như thế này. Còn nếu mà mình trồng một một cái bếp mà nó nhiều cây á thì cái cây nó không phát triển lớn như vậy được. Cho nên là từ những năm trước Thư Phan trồng á, rồi cứ một cây là một chậu vậy nè, nó to lắm. Thì mình ăn cái bẹ nó rất là ngon, giống như bạc hà, nhưng mà nó mềm hơn bạc hà rất là nhiều. Dọc mùng á cô chú anh chị em, mô giống vậy đó, nhưng mà nó mềm lắm. Còn nếu như mà mình trồng khít á thì cái cọng nó nhỏ xíu à, ăn nó không có ngon. Mà nếu mà khít vậy nó cũng khó mà để giống được nhiều nữa. Cho nên là Thư Phan trồng cái kiểu này, cô chú anh chị em tùy coi mà ứng biến nha cô chú anh chị em. Đây là hoa tai tượng, thì năm nào Thư Phan cũng có khoe với cô chú anh chị em hoa tai tượng nè. Thì tương đối cái bông nó cũng hao hao với nhau, nhưng hoa tai tượng to hơn, màu vàng đẹp hơn. Còn hoa kèo nẹo thì là màu trắng. Thì nếu mà nói ra đó, đây là cũng hoa tai tượng đây. Thì một cái chùm bông đó, nó có rất là nhiều hoa, rất là nhiều nụ nó chuẩn bị ra. Thì Thư Phan để giống để lấy hạt đó cô chú anh chị em. Thì nó gieo phải trừ hao, trời ơi, mỗi năm gieo nó lại hết. Để năm nay Thư Phan thử coi có giữ được sang năm không. Cũng rình rập, Thư Phan rình rập quay bông của nó này cô chú anh chị em. Hai cái nở vườn, còn cái này một chùm luôn mà nở từ cái mỗi ngày. Hoa kèo nèo màu trắng nha cô chú anh chị em, còn hoa của tây tượng màu vàng. Thì bây giờ nó còn nhỏ cho nên cái lá nó chưa có định hình ra là cái hình của cái cù nèo. Thư Phan cũng mới mua thôi chứ chưa có lớn, mới bắt đầu dưỡng. Mì của lạ mà.